Máy lạnh Daikin mở lên chớp đèn không hoạt động. Cách test lỗi máy lạnh Daikin. Trước tiên bạn nhấn giữ chữ Cancel. Sau khi nghe tít tít và hiện trên màn hình là 00. Tiếp đó bạn nhấp chữ Cancel. Từng mã lỗi sẽ xuất hiện. Đến mã lỗi nào đó, bo mạch ở dàn lệnh sẽ kêu một tiếng tít kéo dài. Như dưới video, máy lạnh Daikin đang báo lỗi C9 và khắc phục tại điện lạnh Anh Thắng. Sau khi khắc phục xong, kỹ thuật sẽ tiến hành test lại xem coi còn lỗi hay không. Sau khi kiểm tra lỗi và không còn lỗi, kỹ thuật tiến hành lắp ráp lại bo cho khách hàng.